lớn. Salut, San Diego, un Hayduk. Sida Luke, you be la la, Pamashta, Fatachila. Sang khâu, nam mô tòa, bị chim và phát sẽ thôn. Bây sang nga, trở sang y hô, bố hủy liên sâu hô, tí sang gô. Place the place, ta nu ma nu ma re, nu ma nu ma re, nu ma nu ma nu ma re. Rồi, chào tất cả anh em nha. Hôm nay bên em lại Quyết Quốc Giang lại vừa ra lò một sản phẩm xe ba bánh cho anh em là chân tay kém hoặc là các bác là chân tay kém nha. Thì con này là mẫu nhái xe Trung Quốc nhá. Thì sử dụng đầu lái của xe Honda Việt của mình đây. Thì sau đây thì bên em sẽ giới thiệu tổng thể về con xe ba bánh này. Thì con này nó nhái mẫu của Trung Quốc thì nó ghế ngồi rất chìa to à. Đấy. Và sử dụng cái này thì anh em sử dụng nó chạy rất chi là cân xe và êm. Đấy, số thì nó đầu xe, để em nói phần đầu xe trước nhá. Thì nó là sử dụng đầu xe máy, con này là sử dụng đầu con xe Uy Thái, phanh đĩa. Anh em xem kênh em bớt chút thời gian anh em đăng ký kênh nhá. Xem là có video nào hay thì anh em có thể xem qua. Thì con này là bên em đã nhái theo mẫu 100% của Trung Quốc và giá thành nó cũng rất chi là rẻ thôi. Thì số điện thoại em để góc màn hình nhá. Thì các bác nào mua thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại góc màn hình cho bên em nhá. Thì giá thì em cũng chả báo lên đây đâu. Anh em cứ bớt chút thời gian một cuộc điện thoại anh em gọi điện cho bên em. Đấy thì là cái này thì sản xuất nó cũng không thể đẹp được như 100% như xe mẫu của Trung Quốc kia. Thì nó cũng được đến 80% rồi. Thì mẫu con này thì nó toàn bộ bằng sắt hết. Thì là anh em có thể tháo rời từng bộ phận để anh em có thể sửa chữa bên trong máy. Thì nó sử dụng là máy 110. Đấy, bên này là số nhá. Đấy, cần số tiến lùi này. Mới lại số vào số 1234. Sử dụng số vào số bằng tay hết. Đấy. Thì phần động cơ nó nằm ở dưới. Và ghế thì nó sử dụng trượt đi trượt lại cho anh em là các bác. Đấy, còn phần phụ tùng này thì em kê phần phụ tùng. Các bác mua xe phần phụ tùng nhá. Đấy thì là cái ghế này có thể di chuyển lại. Thì là có tiến ga gần như là ghế ô tô ấy, ngả nghiếc thoải mái được. Ngồi các bác ngồi rộng nó dễ hơn. Đấy. Thì con này thì các bác có thể đặt theo yêu cầu nhá. Thì là mình muốn yêu cầu như nào thì là các bác làm theo thế được. Đấy, sử dụng tất cả là số động cơ cái cầu là cầu cầu ba bánh nhá, cầu ba bánh. Đấy. Cầu này cầu vi sai. Đấy. Đấy, còn máy là động cơ đây, em đây là động cơ mới nhá, động cơ 110 mới. Đấy, sử dụng số tiến lùi đây. Đấy. Nó, mọi chi tiết là nó hoàn thiện đến 90%, nó rất chi là đẹp rồi. Đấy. Đấy, sử dụng là trục cắt đăng nhá, không phải dùng xích đâu nha các bác nhá. Máy là máy 110. Đấy, máy 110. Cái này thì bên em cũng dày công rất chi là mất nhiều thời gian để mua cái mẫu của Trung Quốc về nhái. Đấy thì là nó sử dụng lốp 400-12 này. Đấy, lốp to. Đấy, sử dụng lốp 400-12. Đấy, còn cái này thì nó đi nó rất chi là thuận tiện và nó dễ dàng. Đấy. Thì anh em xem thì ưng được thì các bác cứ điện trực tiếp số điện thoại nhá. Con ba bánh này nó quá là đẹp, nó quá là ngon rồi. Đấy, sử dụng có thể giống theo yêu cầu của các bác nhá. Thì các bác cứ mua, các bác cứ điện trực tiếp cho bên em. Vừa biết giá hoặc là thể theo yêu cầu của mình muốn làm như nào thì các bác alo nhá. Rồi chào tất cả các bác.